Kính chào quý vị và bà con. Thì Thu Hoa có nhận được một số thắc mắc của bà con về cách sử dụng máy ra làm sao hay là hoạt động máy như thế nào. Thì hôm nay Thu Hoa sẽ trực tiếp hướng dẫn bà con về cách làm máy ép cám viên S150. Vâng, thì trên tay Thu Hoa đây là một bộ công sàng và một bộ cờ lê đi kèm theo máy ép cám viên S150. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm cám viên. Trước khi sử dụng máy, quý khách để máy ở vị trí đảm bảo an toàn khi vận hành, nguồn điện ổn định và tiện lợi trong sử dụng. Tiếp theo là kiểm tra quả lô ép. Kiểm tra quả lô ép và mặt sàng phải đảm bảo sao cho quả lô ép và mặt sàng tiếp giáp vào nhau. Ta dùng tay quay thử quả lô, nếu thấy quả lô vẫn quay được thì ta tiến hành điều chỉnh hai con bu lông hãm hai bên. Trước hết, ta vặn hai con ốc hãm về phía đuôi của bu lông bằng cờ lê 19. Chúng ta nới hai con bu lông hãm thật lỏng để có thể dùng tay vặn được. Tiếp đến, ta dùng tay không vặn hai con bu lông xuống thật đều, đến khi không vặn được nữa thì dừng lại. Kiểm tra lại quả lô ép và mặt sàng, nếu vẫn chưa được, ta dùng tiếp cờ lê 19 để siết chặt thêm. Bước tiếp theo, ta hiệu chỉnh lại dao cắt cám. Chỉnh lại vị trí của dao cắt cám sao cho phù hợp với yêu cầu. Dùng cờ lê 13 để điều chỉnh. Nâng dao cắt cám lên thì cám sẽ ngắn lại. Hạ dao cắt cám xuống thì cám sẽ dài hơn. Như bà con đang thấy thì đây là những nguyên liệu mà chúng ta sẽ ép ngày hôm nay. Đầu tiên đó là cám mì. Thứ hai là cám gạo. Và tiếp theo đó là ngô và thóc. Thì ngoài ra bà con có thể ép thêm là cua, cá, ốc. Nhưng theo ý kiến của một số bà con, đây là những nguyên liệu khó ép nhất. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm thôi. Bước tiếp theo là phối trộn nguyên liệu. Nguyên liệu đầu tiên sử dụng là cám gạo. Vì đây là máy mới, mặt sàng còn chưa trơn. Dùng cám gạo sẽ dễ dàng làm được viên cám, giúp quý khách hiểu được nguyên lý của máy trước khi sử dụng với nguyên liệu khó hơn. Ta phải đảm bảo độ ẩm của cám từ 10 đến 20%, hỗn hợp được trộn càng đều càng tốt. Sau đó, cho nguyên liệu vào máy với cám gạo. Khi cho nguyên liệu vào máy, quý khách lưu ý chỉ cho 1/2 quả lô ép để chúng ta có thể hiệu chỉnh được quả lô khi máy hoạt động. Quý khách lưu ý, không bao giờ để máy chạy không tải, tức là để quả lô ép và mặt sàng chạy trực tiếp với nhau. Khi máy hoạt động, chúng ta cần chỉnh lại hai bu lông để ép cám viên sao cho ra đẹp nhất. Nếu cắm viên ra gồm cả bột hoặc không ra thì chúng ta lấy cờ lê 19 để chỉnh hai bu lông ép sao cho cắm viên ra đều ở cửa ra, hai quả lô ép quay đều và motor chạy không bị quá tải là được. Khi máy chạy ổn định, chúng ta giữ nguyên và tiếp tục bón nguyên liệu vào đầy toa.
Khi gần hết nguyên liệu, quý khách lưu ý tắt máy để tránh mặt giàng và quả lô va trực tiếp với nhau, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Tiếp đến, chúng ta dùng hỗn hợp ngô và lúa để ép cám viên. Với hỗn hợp này là một trong những hỗn hợp rất khó để ép cám viên. Nhưng nếu kết hợp độ ẩm và kỹ thuật sử dụng máy thành thạo thì việc ép cám thật sự đơn giản. Trên đây là những hướng dẫn căn bản để có thể sử dụng máy ép cán viên S150 an toàn. Một lần nữa, Thu Hoa xin nhắc lại, tuyệt đối quý khách không nên để chạy máy không tải để đảm bảo độ bền của máy. Và đây là thành quả của chúng ta ngày hôm nay. Thì vừa rồi, Thu Hoa đã hướng dẫn thành công cho bà con về cách làm cám viên với máy ép cám viên S150. Như bà con đã thấy, làm cám viên không hề khó. Thu Hoa làm được, bà con cũng làm được. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, không nhấc điện thoại lên, liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay một chiếc máy ép cám viên S150. Chúc bà con làm ăn tấn tới. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại bà con ở clip sau.